Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Được mệnh danh là bộ sách Kính Vạn Hoa phiên bản Mỹ, Thương vụ nước tranh của nhà văn Jacqueline Davis, series sách hứa hẹn sẽ thổi luồng gió bất tận trong mùa hè của trẻ, không chỉ với những bài học nhân văn mà còn khơi gợi những đề tài mới mẻ về kinh tế, chính trị, văn hóa dành cho thiếu nhi thế hệ 4.0. Vậy điều gì đã làm Thương vụ nước tranh cuốn hút đến vậy? Hãy cùng Tu La To khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Tác giả của bộ sách, bà Jacqueline Davis, là một nhà văn thiếu nhi, một cây bút chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một nhà tư vấn và giải đáp thắc mắc cho hàng loạt những câu hỏi về công việc giáo dục con trẻ thiếu nhi và thiếu niên trưởng thành. Bà Davis được đánh giá cao trong giới chuyên môn và độc giả nói chung, đã giành được vô số các giải thưởng sáng giá của nhiều tổ chức uy tín như Hiệp hội Giáo viên Khoa học Hoa Kỳ, tạp chí sách nổi bật của Thời báo New York. Đồng thời, bộ sách đã nhận được giải thưởng sách hay quốc gia lần thứ 5 vào năm 2022. Thương vụ nước tranh là tên của cuốn sách đầu tiên trong bộ sách cùng tên, đồng thời cũng là bộ sách nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của Jacqueline Davis. Qua bộ truyện, độc giả sẽ được chứng kiến cuộc so tài cạnh tranh giữa các doanh nhân nhí với thương vụ nước tranh, hành trình tìm kiếm sự thật đầy cam go trong phiên tòa khối 4 và những phút giây trinh thám nghẹt thở của chiếc chuông mất tích. Thương vụ nước tranh không chỉ đơn giản là một câu chuyện xung quanh các anh hùng nhí, từng bài học và câu chuyện nhỏ trong ba cuốn sách đều mang ý nghĩa to lớn về mặt cảm xúc và lồng ghép cả những bí kíp về kinh doanh, đối nhân xử thế trong cuộc đời phù hợp với mọi lứa tuổi của bạn đọc. Thứ nhất, những xung đột không hồi kết. Cuốn đầu tiên của bộ Thương vụ nước tranh bàn về câu chuyện nhỏ nhặt, rất đỗi đời thường nhưng qua đó lại dạy ta nhiều điều bổ ích. Câu chuyện xoay quanh hai anh em nhà Chesky, người anh trai Ivan và cô em gái kém 14 tháng tuổi Jessie. Cậu trai Ivan nổi bật với tính tình hòa đồng, tinh tế và giỏi nắm bắt tâm lý mọi người nhưng lại vô cùng nhọc nhằn trước những con số và việc viết đúng chính tả với cậu đúng là một cực hình. Trong khi đó, cô em Jessie lại được mệnh danh là thần đồng bởi tài năng toán học thiên phú, dễ dàng chinh phục được những phép tính phức tạp. Thế mà Jessie thả giải 100 bài toán còn hơn là cố gắng tìm hiểu cảm xúc lẫn lộn của ai đó. Đúng vậy, cô thực sự rất tệ trong việc thấu hiểu tâm tư của người khác, việc mà ông anh Ivan lại xử lý dễ như ăn kẹo. Mùa hè trôi qua êm đềm cho tới khi Jessie nhận được thư từ nhà trường thông báo rằng cô có thể nhảy cóc 2 năm học và chớ trêu thay, cô lại được xếp chung lớp với người anh trai Ivan. Trái lại với niềm hân hoan của em gái, Ivan đâm ra thấp thỏm vì nỗi sợ bẽ mặt với cô em gái quá đỗi tài năng của mình. Còn gì xấu hổ hơn khi bị chính em mình lên lớp trước toàn thể bạn bè cơ chứ? Vậy là Ivan dần xa cách, lạnh nhạt với Jessie, làm cô vô cùng phiền lòng vì chính cô cũng không hiểu lý do tại sao Ivan lại ghét bỏ mình tới thế. Giọt nước tràn ly mở đầu cho một cuộc thi đầy cam go, so tài so trí giữa hai anh em, thương vụ nước tranh chính thức được khởi hành. 6 ngày cuối của kỳ nghỉ hè, mỗi người sẽ mở tiệm bán nước tranh của riêng mình. Người bán được nhiều tiền hơn sẽ là kẻ chiến thắng và cuộc tranh tài bắt đầu. Chắc hẳn bạn cũng đang tò mò, ứng cử viên nào sẽ về đích trước trong thương vụ, ai bán được nhiều tiền nước tranh hơn sẽ là người chiến thắng. Một Ivan khéo léo, nhạy cảm và tinh tế hay một Jessie với tài năng tính toán thiên bẩm, xuất chúng và vượt trội. Thứ hai, đó là sự lồng ghép giữa những thuật ngữ kinh doanh và khơi gợi tiềm năng sáng tạo ở trẻ. Không ai chịu thua ai, Ivan và Jessie cùng các bạn dồn hết tâm sức cho thương vụ nước tranh, áp dụng đủ mọi chiến thuật kinh doanh từ bán hạ giá, lựa chọn địa điểm tới việc thu hút và chinh phục khách hàng với những sách lược hết sức bài bản. Cả hai bên ăn miếng trả miếng, tạo sự phấn khích và khơi dậy niềm tò mò ở nơi người đọc, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Cuốn sách không chỉ lôi cuốn người đọc ở những tình tiết gay cấn như vậy mà còn đưa vào các kiến thức toán học cơ bản, giúp độc giả nhí tiếp cận với các con số khô khan một cách dễ dàng. Qua những cuốn sách, các bạn nhỏ còn được giới thiệu thêm về một thuật ngữ như cạnh tranh, tăng trưởng, lạm phát được lồng ghép tinh vi, kết hợp cùng với hoạt cảnh sinh động, thực tế, các thuật ngữ tưởng như xa vời lại trở thành rất gần gũi, dễ hiểu hơn bao giờ hết. Mẹ luôn nói rằng có những ý tưởng quý như tiền trong ngân hàng vậy. Ivan và Jessie dù có những ưu khuyết điểm riêng nhưng kỳ lạ thay, cả hai anh em đều là những người cực kỳ thông minh trong kinh doanh. Ivan kém khoản tính toán nhưng sở hữu óc sáng tạo đáng ngưỡng mộ. Jessie thì luôn sẵn sàng ngấu nghiến từng trang sách trong cuốn bí kíp bán hàng của mẹ để áp dụng nó vào công cuộc bán nước tranh. Thứ ba, những bài học đối nhân xử thế, khi chiến thắng không chỉ còn là đích đến cuối cùng. Dõi theo cuộc so tài giữa hai nhân vật chính, các tình huống cao trào liên tục
nối nhau, đã có những hiểu lầm và xung đột, có những mâu thuẫn trong mối quan hệ và cả những khác biệt trong tính cách của từng đứa trẻ. Tuy nhiên, hai anh em cùng bạn học luôn tự mình giải quyết ổn thỏa. Ivan và Jesse không tránh khỏi những lần bực bội và căm ghét đối phương. Họ đều đã muốn giảng hòa, nhưng liên tục kẹt sau tấm rào chắn tâm lý khiến đối phương hiểu lầm. Nhưng sau tất cả, mọi việc đều được hòa giải bằng cách nhún nhường, hạ thấp cái tôi và sự hiếu thắng của bản thân sang một bên để lắng nghe và cảm thông người khác. Tác giả lần lượt dẫn dắt các độc giả nhí, gỡ từng nút thắt trong cảm xúc và bình tĩnh tìm ra giải pháp cho vấn đề, vô cùng tinh tế mà lại không kém phần kịch tính và cuốn hút. Cả ba tập truyện đều chứa đựng những bài học thú vị và bổ ích nhưng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn dành cho các bạn nhỏ. Bộ sách Thương vụ nước chanh của Jacqueline Davies vinh dự nhận được nhiều lời khen có cánh từ rất nhiều báo uy tín của Hoa Kỳ. Trong đó, thời báo New York Post dành tặng: "Đây là sự hòa trộn của tính hài hước, toán học vui nhộn và những phương thức marketing chuyên nghiệp, thể hiện được sự tinh tế và khéo léo trong từng tranh luận của Jesse và Ivan." Bộ sách này sẽ đặc biệt phù hợp với trẻ em từ 6 tới 15 tuổi. Qua 3 tập của bộ sách, độc giả nhí sẽ biết thêm các kiến thức và thuật ngữ cơ bản trong kinh doanh, luật pháp và xã hội, cũng như nhiều đề tài khác. Các bạn trẻ cũng sẽ được học cách tư duy giải quyết vấn đề, một tinh thần quả cảm, không chùn bước trước khó khăn, cách giải hóa các mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống thường nhật bằng sự lắng nghe và thấu cảm giống như cách mà Ivan và Jesse đã làm. Các phụ huynh cũng có thể nhận được vô số những bài học bổ ích về phương pháp giáo dục con trẻ để có thể phát triển đồng đều về cả mặt nhận thức và cảm xúc, từ đó khiến công việc nuôi dạy con bớt hoang mang và đau đầu hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review bộ sách Thương vụ nước chanh từ Tú La To. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!